Vâng, và xin chào các bác quay trở lại kênh YouTube của Bờ Mọc Audio. Hôm nay trở lại kênh của nhà em thì có về một cái mẫu loa Bookshelf cao cấp các bác nhá. Cũng đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Đó là mẫu Bower and Wilkins 607, hay chúng ta hay gọi là BW kép 607. Một mẫu là đến từ, em nhớ không nhầm là Anh Quốc thì phải. Nói chung là mẫu đây là dòng BW kép thì đã rất là nổi tiếng ở Việt Nam, thuộc trong những phân khúc dòng loa cao cấp. Và đây cũng là cặp loa mà gần như là đợt đầu tiên em được đập hộp với sản phẩm. Đây là hàng mới tinh 100% các bác nhá. Thì hiện tại thị trường ở Việt Nam đang bán giá cặp loa này là đâu đó cũng khoảng tầm 14 đến 16 triệu rưỡi. Mức giá cho sản phẩm này có giá lẻ, loa lẻ này sẽ là 12 triệu rưỡi các bác nhá. 12 triệu rưỡi. Thì các bác lưu ý thông tin này giúp em. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đập hộp cái sản phẩm này để chúng ta trải nghiệm cái hình thức cũng như những là cái phụ kiện ở bên trong. Thì cái gợi ý của em khi các bác ghép thì các bác nên ghép với lại một âm ly Marzang CR602, thì lát nữa em sẽ ghép cho các bác. Em nghĩ đấy là một combo tuyệt vời, em nghĩ sẽ là tuyệt vời. Đó là cái dự tính của em, thì gửi tới các bác. Và ngay bây giờ sẽ mời các bác cùng em đập hộp luôn. Đây, hàng mới các nhá, bảo hành chính hãng, bảo hành 5 năm các bác nhá. Bảo hành tới 5 năm của chính hãng. Thì cái này đều đang được ở Đông Thành Hòa Phúc ở Việt Nam phân phối độc quyền, với nguyên tem và có sách hướng dẫn các bác nhá. Sẽ có sách hướng dẫn này, với một cái này thì nó là chính là cái chống rung, nó thực ra dính vào dưới chân ấy, thì nó sẽ ở bốn góc loa thì nó sẽ chống rung cho loa. Đây là hai cái tấm này để giảm ù bát ở sau loa, nếu các bác mà cảm thấy bát hơi nó hơi căng quá. Đây, mở ra luôn. Bookshelf thì khá là nhỏ gọn, tuy nhiên là cái chất âm của Bookshelf luôn luôn là một cái đề tài được nhắc lại rất là nhiều, bởi vì cái sức mạnh của nó rất là tốt, rất là hay trong những căn phòng nhỏ nhất, những phòng khoảng tầm dưới 20m2 thì những dòng loa Bookshelf là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác để có âm thanh chi tiết và mức tiền vừa phải, không cần quá nhiều công suất. Đây các bác nhá, con này thì dòng BW kép thì nói thật là em cũng chưa được trải nghiệm nhiều, và đây cũng là lần đầu em được trải nghiệm, mặc dù em đã trải nghiệm rất nhiều dòng loa rồi. Tuy nhiên là cũng phải nói là rất là ấn tượng với dòng loa này, bởi vì em đã được nghe trải nghiệm ở ngoài thì khá là nhiều, nhưng mà để mà bán trực tiếp cho các bác thì đây là đầu tiên. Đây các bác nhìn nhá, nó sẽ có một cái EK, thì EK này nó thuộc cái EK dạng hít, chúng ta đặt vào phát nó sẽ hút vào luôn. Đấy, em bóp cái loa này luôn. Thì cái dòng BW kép 607 này thì nó được phát triển một chút, đó là ngày xưa thì cái dom chép ấy thì nó là dom chép màu vàng, nhưng bây giờ thì nó chuyển thành màu bạc và nâng cấp hơn, nó sẽ thêm một cái dom kim loại bảo vệ ở ngoài nữa để cho cái việc mà móp chép nó không có bị xảy ra. Đấy là cái việc hay của nó. Và bên dưới thì nó cũng trang bị cho chúng ta một cái đường bát. Bát con này thì nó có hai đường kính bát, đường kính bát ở mặt trong này nó là khoảng tầm 13,5cm, và đường kính ngoài khoảng tầm 16,5, tức là từ đây đây nó sẽ là khoảng tầm 16,5cm, có chiều cao khoảng 30cm thôi, ngang khoảng 17 và sâu khoảng 20cm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lật cái em ngược lại ngược loa rồi. Ok, và đây nó sẽ là cái thông số ở phía sau cho các bác. Mình xoay lại. Đây, phía sau chúng ta sẽ có một cái lỗ thoát hơi bát kiểu như này, nhưng mà em sẽ ấn tượng một chỗ là gì, là nó có những cái điểm nội chỗ này. Cái này nó người ta làm vì có lý do vào các bác nhá, nó không phải tự nhiên mà nó sinh ra cái lỗ chỗ này đâu. Cái điểm lỗ chỗ này chính là cái điểm góc tiêu âm tán xạ để cho giảm cái sự tán xạ của âm bát khi mà đẩy ra phía sau. Đây chính là cái đặc điểm đặc quyền của BW kép. Con này thì mặc dù là Bookshelf nhưng mà vẫn trang bị một cái âm thanh dạng loa hai cầu các bác nhá, hai cầu, hai đường tiếng bát chép với nhau. Cái này nếu mà thường thì các bác hãy nối với nó sẽ được nối với nhau bằng một cái cọc như này. Đó, để các bác có thể là đánh beware, em nghĩ đánh beware ok, hoặc các bác có thể đánh trực tiếp mono vào đây. Và tất cả đều có tem bảo hành chính hãng của hãng và bảo hành cho bác lên tới 5 năm các bác nhá. Ok, và cái sản phẩm Bookshelf này thì em xin nhắc lại một chút là các bác, là hàng này hàng mới tinh nguyên hộp 100% các bác nhá. Và có mức giá là 12.500.000. Đơn giản các bác nào mà quan tâm thì hãy liên hệ sớm với số 0964801493 để có thể đặt hàng, mua hàng sớm. Và cái video giới thiệu về cái cặp loa Bookshelf BW kép 607 thì xin dừng lại tại đây. Và những cái thông số của nó thì em sẽ cung cấp thêm cho các bác một thông số nữa trước khi em dừng cái video này, đó là gì? Con này có công suất là 100W và trở kháng là 8 ohm. Ok, và bây giờ sẽ mời các bác cùng lắng nghe một cái combo em sẽ phối kết cho các bác, đó là combo
Mazang CR 607 xin lỗi các bạn, Mazang CR 602 ở kia kèm ghép với lại loa BVK 607. Đây là một combo gọi là gì, thuộc loại dòng cao cấp, rất cao cấp cho những căn phòng nhỏ ở chung cư các nhá. Giá cũng không hề rẻ đâu, và xin mời các bác cùng lắng nghe trong những video tiếp theo.